Các thầy cô thân mến, trong các cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các thầy cô cài đặt phần mềm Scriber cũng như là các thầy cô khắc phục các cái lỗi thường gặp khi mà các thầy cô cài đặt phần mềm này. Và các thầy cô có thể tìm lại các cái phần mềm này cũng như là cái phần hướng dẫn cài đặt ở trên kênh. Đây là hai cái video mà tôi đã hướng dẫn các thầy cô. Thì video này là video mà giải đáp các cái câu hỏi liên quan đến cái phần mềm Skyper này. Còn cái video này là video hướng dẫn cài đặt. Thì các thầy cô có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái việc cài đặt, và cái lỗi chủ yếu các thầy cô mắc phải đó là không cài đặt được file thứ ba thì cũng được giải đáp ở trong phần này. Để các thầy cô cần xem kỹ các video này. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô một số cái cách để chúng ta dạy học online một cách hiệu quả và đơn giản hơn với cái phần mềm Skyping này. Đương nhiên là ở đây tôi sử dụng kết hợp nó với bảng vẽ, và các thầy cô có thể tham khảo cái phần mềm bảng vẽ tôi cũng đã giới thiệu ở đây, phần bảng vẽ điện tử ấy. Thì cái bảng vẽ này sẽ rất là rẻ và nó cũng bền, tương đối là bền, chính hãng luôn. Đấy, thì các thầy cô có thể tham khảo. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào một số cái câu hỏi mà các thầy cô thường gặp khi các thầy cô sử dụng cái phần mềm này. Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất là liên quan đến việc là khi các thầy cô cài đặt xong thì các thầy cô sẽ không thấy nó xuất hiện ở trên màn hình desktop như thế này. Đấy, thì các thầy cô đi tìm kiếm nó ở đâu? Thì chúng ta có thể tìm kiếm ở đây. Một là các thầy cô sẽ vào cái phần tìm kiếm này, các thầy cô đánh chữ in vào thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện ở đây. Đấy, thì các thầy cô nhấn vào đây thì chúng ta sẽ mở được phần mềm ra. Cái cách thứ hai là các thầy cô sẽ vào phần start, đúng không? Chúng ta sẽ tìm kiếm phần mềm ấy ở đây. Đấy, chúng ta tìm đến cái phần mềm Skyping này. Đấy, nó xếp theo chữ cái nhưng các thầy cô cứ theo chữ cái để chúng ta tìm thôi. Còn bình thường nó sẽ có ở phần ngay đầu tiên. Thế thì chúng ta muốn ra desktop, chúng ta sẽ kéo thả, cầm kéo thả như thế này và chúng thả ra desktop thì nó sẽ có xuất hiện ở đây. Ở đây thì tôi có rồi, đâm ra nó sẽ xuất hiện cái thứ hai thì cũng không sao cả, đúng không? Đấy. Tiếp theo là việc chúng ta mở cái phần mềm này lên. Tôi sẽ mở phần mềm này. Rồi, các thầy cô sẽ thấy là bên đây á, nó sẽ là cái phần duyệt. Nhiều thầy cô thấy xuất hiện cái phần bên đây thì cũng thấy ngạc nhiên, đúng không? Là có những cái phần này không không thể sửa được. Đấy. Thế thì nó giống như cái phần duyệt của mình ấy. Để trong PowerPoint ấy, chúng ta thấy cái slide nó sẽ xuất hiện ở bên đây để chúng ta chọn cho dễ hơn. Thì đây là từng trang một. Thế các thầy cô không muốn thấy cái này thì các thầy cô có thể là cho to nó lên rồi cho bé nó xuống. Đấy, thì nó sẽ mất đi. Tiếp theo nữa là một số thầy cô khi mà cài đặt ban đầu mở lên như thế này thì không thấy cái nút tắt ở đâu, cái ba cái nút này này, đúng không? Không thấy nó ở đâu. Thì các thầy cô kéo chuột lên trên phía góc, đấy, nó sẽ xuất hiện cái thanh màu trắng này và chúng ta sẽ nhấn vào một trong ba thanh này để tắt này, để thu nhỏ này và kéo hẳn nó xuống này, đúng không? Đấy, thu nhỏ như này thì tôi thường để dạng như thế này nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, dễ dàng thấy hơn. Rồi cũng liên quan đến việc này đó là khi mà chúng ta sử dụng cái Microsoft Teams hoặc là Zoom hoặc là Google Meet, chúng ta muốn chia sẻ cái cửa sổ, đúng không? Chia sẻ cửa sổ của cái phần mềm này thì các thầy cô thường là sẽ khi mà chúng ta để hết màn hình này thì nó sẽ không thấy được ở trên cái phần duyệt tìm cái cửa sổ Skyping cụ thể là như thế này. Thì các thầy cô sẽ thường thường là nó để dạng full màn hình như thế này thì các thầy cô sẽ thu nhỏ nó lại một chút như này. Đấy, thì các thầy cô sẽ thấy rằng là khi mà mình vào chia sẻ, đấy, nó sẽ xuất hiện cái cửa sổ team và mình có thể là chia sẻ được cái cửa sổ này. Và tôi thì thường là hay để song song
để song song, tức là gì ạ? Tôi sẽ để cái cửa sổ team ở bên này, đúng không? Để quan sát được danh sách học sinh ở bên này, và cái phần mềm viết thì tôi để như thế này. Đấy, thì sẽ quan sát được hai bên, vừa quan sát được học sinh của mình có bao nhiêu học sinh. Đấy, thì tôi thường để dạng như thế này. Đấy là cái câu hỏi thứ hai cho việc là khi mà các thầy cô chia sẻ thì không thấy xuất hiện cửa sổ. Đấy. Rồi. Tiếp theo là cái câu hỏi liên quan đến việc là sử dụng cái phần mềm này. Trước hết là những cái chức năng chính mà tôi đã giới thiệu trong các cái video trước thì các thầy cô có lẽ cũng đã nắm được rồi, đúng không? Ví dụ như là viết như thế nào, rồi chọn màu bút, màu mực như thế nào, điều chỉnh size bút như thế nào, đúng không? Chúng ta có các loại bút ở đây, hoặc là vẽ hình như thế nào, đúng không? Thì ở đây có những cái chức năng về vẽ hình hoặc là tẩy này. Đấy, chúng ta có tẩy này, hoặc là chọn đối tượng này, vân vân. Đấy, thì có lẽ là các thầy cô cũng biết sơ qua rồi. Ngoài ra thì ở đây các thầy cô có thể nhớ rằng là chúng ta có thể chọn một cái hình hình nền khác cũng được, thì chúng ta đưa ra từ ngoài vào đây, chúng ta chọn ở cái phần cuối này, chúng ta dịch chuyển nhé, lấy mũi tên chúng ta dịch chuyển đấy, hoặc là các thầy cô đè xuống chuột này, chúng ta kéo đây. Đến phần cuối cùng này đấy. Thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn một cái hình nền nào đó để chúng ta import vào. Đấy, ví dụ như này chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ có được cái hình tương ứng. Đấy. Rồi. Đấy là việc sử dụng hình nền. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các thầy cô thôi, các thầy cô có thể chọn một trong các hình nền đã có sẵn hoặc là tự tạo cho mình một cái nền cơ bản để mình sử dụng. Việc tiếp theo là sử dụng thước, thì cũng rất nhiều thầy cô hỏi là cái thước này sử dụng như thế nào, thì có cái compa không, thì ở đây có hai cái loại thước, nhưng mà các thầy cô thấy rằng là khi đặt vào đây thì chúng ta thấy thì chỉ có một loại như này thôi, đúng không? Và nhiều thầy cô hỏi là xoay cái thước này đi như thế nào, thì các thầy cô chỉ cần lăn chuột thôi, lăn chuột thì nó sẽ tự động nó xoay đi, tự động xoay. Và ở đây thì các thầy cô cũng có thể dùng cái thước này để các thầy cô xác định cái góc, ví dụ như là mình sử dụng cái này để đo góc này, xoay xoay này đấy. Đấy, các thầy cô đặt vị trí thước đấy, sau các thầy cô xoay đấy, lăn chuột nhé, lăn chuột thì nó sẽ xoay theo, và mình có thể xác định được góc theo cái số đo ở đây đấy. Thế còn khi mà chúng ta sử dụng vẽ đường tròn các thầy cô nhé, thì các thầy cô sẽ sử dụng cái thước khác ở đây. Đây tôi đặt, các thầy cô đặt cái con trỏ chuột đấy vào vị trí của cái thước đấy, và biểu tượng của cái thước ở trên thanh công cụ này, chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái loại thước, đó là ruler và projection. Thì các thầy cô muốn chuyển sang lại thước thứ hai thì các thầy cô nhấn vào phím P nhé, nhấn phím P. Còn chuyển về loại thước thứ nhất thì các thầy cô nhấn phím R. Đấy, tôi nhấn phím P này, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái loại thước thứ hai, là loại thước này để vẽ đường tròn, và chúng ta có thể thay đổi bán kính của nó. Đây, cũng là lăn con chuột. Đấy, lăn con chuột đi, thì chúng ta sẽ có được các cái loại bán kính khác nhau. Và ví dụ như bây giờ tôi muốn vẽ cái đường tròn có tâm là điểm này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ di chuyển đây. Đấy, chúng ta sẽ đặt ở đây trùng với tâm, sau đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ bút hoặc là chuột để chúng ta có thể vẽ được đường tròn này. Đấy, chúng ta sẽ vẽ đây. Đấy, có thể cô nhìn thấy là nó sẽ quay theo, và chúng ta nhìn thấy luôn được là cái số đo, đúng không? Số đo độ của các cái góc mà khi chúng ta quay ấy. Đấy, đương nhiên là các thầy cô vẽ bao nhiêu đường tròn cũng được, đúng không? Kích cỡ tùy ý. Đấy, các thầy cô muốn chú ý rằng là
Muốn thay đổi thì chúng ta bấm vào chọn vào thước và chúng ta sẽ xoay quay con trỏ chuột, xin lỗi, quay cái bánh xe chuột đấy, đấy để chúng ta có thể vẽ cho to lên như này. Đấy, chúng ta có thể vẽ được một cái đường tròn hoặc là cung tròn hoặc nửa đường tròn. Đấy. Tùy ý với cái tâm mà chúng ta có thể định sẵn trước cho nó, đúng không? Đấy, ví dụ tôi muốn vẽ một cái nửa đường tròn chẳng hạn thì tôi đặt nó vào đây. Đấy, sau đó là tôi sẽ vẽ nửa đường tròn đây. Đây, các thầy cô chọn vào đây, vẽ nửa đường tròn như thế này. Đấy, nửa đường tròn. Rồi. Thì vì là tôi nhấc bút lên hai lần nên là các thầy cô sẽ khó quan sát. Thì cái việc vẽ đường tròn bằng cái công cụ này là một cái phần rất là hay, đúng không? Đấy. Thì các thầy cô sẽ khám phá thêm cách vẽ trong cái phần này. À, tiếp nữa là cái phần mà các thầy cô cũng rất là hay gặp. Rất là hay gặp. Đó là việc mà chúng ta sẽ xuất cái file PDF. Đấy. Import file thì chúng ta dùng vào đây rồi. Chúng ta sẽ chọn một trong hai cái lựa chọn này. Thì chúng ta chủ yếu là các thầy cô xuất cái file PDF thôi. Thì các thầy cô lưu ý là để xuất một cái file PDF nào đó thì trước hết là chúng ta phải lưu nó lại. Chúng ta lưu cái file nữa lại. Đấy. Thì có hai cái lựa chọn ở đây là cái title, tức là cái tên nhé. Và cái thứ hai là lưu vào cái project nào. Chúng ta có thể chọn một cái project, hoặc là chúng ta chọn project, new project ở đây, chúng ta đánh tên vào để chúng ta lưu. Đấy. Thì tùy theo các thầy cô đánh tên nào cũng được, đúng không? Chúng ta đánh tên tùy ý vào đây, sau đó chúng ta nhấn lưu để nguyên ngày tháng cũng được, mà thay đổi cái title này đi cũng được. Ở đây còn có mục option, chúng ta có thể nhìn full page hoặc là chỉ là cái phần background. Đấy. Chúng ta có hai cái sự lựa chọn này, nhưng mà thôi chúng ta cứ để nguyên mặc định của nó và chúng ta nhấn save. Rồi sau khi save xong thì chúng ta có thể vào Pro. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái phần mà mình đã đây, đúng không? Đấy, thì thầy cô muốn xuất file PDF, các thầy cô sẽ tích chọn vào chỗ này và chúng ta chuyển đến cái phần góc có dấu ba chấm này, chúng ta export file PDF đây. Sau đó chúng ta chọn đến cái nơi mà chúng ta lưu. Đấy. Tùy ý chúng ta chọn là nơi lưu này và chúng ta đặt tên cho cái file. Đấy, chúng ta đặt tên cho file PDF và chúng ta nhấn lưu thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái file PDF cần của mình. Rồi đây chính là cái file PDF. Đấy. Và chúng ta có được thì nó giữ nguyên dạng tất cả những cái gì mà chúng ta đã dạy cho học sinh. Và với cái cách này thì đơn giản là các thầy cô có thể tận dụng nó để sau mỗi cái tiết học chúng ta xuất ra file PDF bài giảng của mình và chuyển cho học sinh. Thì các em sẽ có điều kiện để đọc lại những cái phần này nó tốt hơn. Đấy. Tôi cũng thường hay là làm như vậy. Thường hay sử dụng cái cách đó. Rồi và một trong những cái điều mà khi mà tôi dạy toán thì tôi hay sử dụng đó là việc mà đưa cái đề bài lên. Thì các thầy cô thấy rằng là khi mà đưa đề bài thì tôi sẽ thường là chụp, đúng không? Chụp từng câu một chứ tôi cũng không đưa vào cả file PDF. Cả file PDF thì đôi lúc mà mình viết nó cũng khó khăn. Nó không có khoảng trống, mà mình bố trí khoảng trống thì nó lại mất thời gian. Vì vậy là tôi thường là sẽ chụp đề bài. À, ví dụ như đây. À, tôi có một cái đề bài như thế này chẳng hạn. Thì các thầy cô có thể dùng các cách sau để các thầy cô chụp. Nếu các thầy cô sử dụng cái phần mềm Phosys Phantom PDF như là như tôi đang sử dụng thì các thầy cô có thể vào chỗ phần Home này, vào Snapshot này. Sau đó chúng ta sẽ chọn, đúng không? Đấy, như thế này là xong rồi, chọn xong rồi. Và chúng ta paste nó vào cái scribing của mình. Như thế này.
Rất đơn giản như vậy thôi. Và có thể kéo to và thu nhỏ lại tùy theo kích thước mà các thầy cô mong muốn. Thì thường là tôi cứ để to cho học sinh nhìn cho dễ. Và nếu như trong trường hợp mà cái ảnh này nó bị mờ, nó bé nó bị mờ ấy, thì các thầy cô có thể kích đúp vào, kích đúp 2 lần vào file này. Đấy, thì các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ tự động lấy nét, và các thầy cô sẽ thấy nó nét hơn. Đấy. Thì để có được cái chức năng này thì các thầy cô lưu ý được cái chức năng tự động lấy nét ấy. Các thầy cô chọn vào cái phần ba dấu gạch này, chọn vào phần setting và chúng ta để ý vào đây cái chỗ double tap, zoom in zoom out này. Đấy, chúng ta chọn vào đó nhé. Đấy. Kích đúp vào đó. Rồi, đấy là cái phần mà các thầy cô còn khổ giấy đây thì chắc các thầy cô biết rồi. Đấy, đây là cái phần mà tự động lưu sau mỗi 10 giây đây. Đấy, tự động lưu sau mỗi 10 giây. Cái title box này thì chúng ta có thể tắt cũng được, bỏ cũng được. Tôi thì thường là để lưu sau mỗi 10 giây, bởi vì có rất là nhiều thầy cô nói rằng là sau khi làm xong thì nó hay bị mất. Đấy, nó lại phải quay lại. Tôi để lưu sẵn thì nó sẽ mở lên, nó sẽ còn nguyên. Đây, các thầy cô xem, nếu mà tôi tắt đi này, và sau đó là tôi lại mở lại này, thì mọi thứ nó sẽ vẫn còn được lưu giữ nguyên như như chúng ta đang lúc chúng ta đang sử dụng. Đấy, kể cả là chẳng may máy bị tắt chẳng nữa. Và cũng rất nhiều thầy cô gặp cái tình trạng là đang sử dụng dở dương thì bị tắt. Đấy, thế nên là cái cách để lưu tự động là tốt nhất. Đôi lúc thì nó cũng hơi bị vướng một cái là lúc 10 giây ấy, thì nó sẽ xuất hiện mờ hết cái chức năng này đi. Thì các thầy cô chỉ chờ một lát thôi. Và các thầy cô thường là nhiều người sẽ nhìn thấy sự nhấp nháy của nó đúng không? Thì không sao cả, cái việc nhấp nháy cũng chả vấn đề gì. Đấy. Nhưng mà cái hiện tượng mà bị ao hẳn ra ngoài thì có thể là do cấu hình máy của các thầy cô nó yếu. Đấy, nó sử dụng RAM nhiều. Đây, các thầy cô xem. Ở trên máy của tôi chẳng hạn thì cái phần mềm này nó chiếm dụng cũng tương đối lớn. Đấy. Tương đối lớn. Thế nên là RAM mà yếu thì sẽ không sử dụng được. Đấy, ở đây thì tôi sử dụng 12 GB RAM cơ. Nên là nó sẽ chạy các tác vụ nó rất là mượt. Hoặc là chúng ta nên nâng cấp RAM lên chẳng hạn để có thể sử dụng được. Còn các thầy cô mà cài Win 10 nó không 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 cài đặt được ấy, thì các thầy cô nên cài đặt lại một cái bản mà có thể cho các thầy cô update. Chủ yếu là cái update cái Win 10 lên thôi là sẽ sử dụng được các cái chức năng này. Còn việc mà sử dụng các chức năng mà viết vẽ cơ bản này thì các thầy cô có thể tìm hiểu thêm, tự mình khám phá thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Có gì không rõ hoặc là các thầy cô còn thắc mắc thì các thầy cô cứ để lại ở phần bình luận ở bên dưới video. Tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô thực hiện các cái phần này. Ngay cả việc là copy paste thì chúng ta có thể chọn lên xong là copy cái ảnh này sang một cái vị trí khác, chứ chúng ta cũng không cần là di chuyển nó đúng không? Đấy. Đây là một số cái chức năng mà chúng ta có thể tham khảo. Ở đây thì là sự chuyển đổi qua lại giữa hình vẽ và chữ thông qua các cái phím tắt T và G. Các thầy cô cứ đặt cái con trỏ chuột ở đây thì nó sẽ hiện lên các cái chức năng phụ thêm. Nó cũng rất hay, nó tiện lợi, dùng nó rất là tiện. Đấy, thì các thầy cô có thể tham khảo thêm. Mọi cái vấn đề mà liên quan đến cái việc sử dụng cái phần mềm này thì có lẽ là qua cái video này tôi đã chỉ cho các thầy cô một chút mà cái cách mà tôi thường hay làm thôi. Đấy, tôi thường hay sử dụng hay làm.
Và cũng có một cái điều nữa là liên quan đến cái phần mềm OBS Studio này. Đấy, liên quan đến phần mềm này mà nhiều thầy cô nói rằng là nó không thể hiển thị lên được. Đây, ví dụ như tôi để như thế này để cho nó hiển thị cái phần mềm này lên. Đấy, thì nó sẽ không hiển thị như thế này, như thế các thầy cô nhìn thấy đấy. Nó không hiển thị lên trên cái cửa sổ này. Vậy thì làm sao để tôi có thể làm được hay là hiển thị nó lên, đúng không? Đấy, thì các thầy cô sẽ thấy rằng là cái cách mà tôi hay sử dụng đó là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải xử lý ở hai nơi. Một là xử lý ở trên cái phần mềm OBS này, chúng ta kích chuột phải vào đây, chọn Property này, chúng ta chọn Security, chúng ta chọn Edit này, chúng ta chọn Add này, và chúng ta nhấn All ALL đấy, đúng không? Chúng ta check name, sau đó là nhấn OK. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ chọn full chức năng cho cái app này. Và nhấn OK đây. Nhấn OK. Đấy. Sau cái bước đó thì các thầy cô nên chọn khởi động cái phần mềm này bằng cái Run Administrator, tức là quyền quản trị ấy. Và nếu mà vẫn không được ấy, thì các thầy cô lưu ý là tôi cũng đã một lần hướng dẫn các thầy cô là sử dụng cái chức năng display. À, chúng ta vào graphic setting. Đấy, sau đó là chúng ta chọn vào cái app, đúng không? Hai cái app đây này. Đấy, thì các thầy cô có thể tìm, ví dụ như chúng ta chọn Microsoft app này. Chọn app ở đây thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện Skyping ở đây. Còn cái OBS thì chúng ta sẽ thêm vào. OBS không phải là thuộc thuộc app của Microsoft nên là chúng ta sẽ lựa chọn cái Pro này để chúng ta chọn đến cái phần đường dẫn của OBS này. Đấy, thì chúng ta thêm vào như vậy. Sau khi thêm vào thì nó sẽ không ở cái chức năng này, các thầy cô chọn vào cái phần option và chúng ta chọn Power Saving. Đấy. Tương tự như vậy, Skyping chúng ta cũng chọn vào Power Saving. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị được trên cái này, trên cái OBS của các thầy cô, và các thầy cô nhớ là mở cái OBS trước và mở cái Skyping sau nhé, và chọn Run Administrator. Trong trường hợp mà vẫn không sử dụng được ấy, thì các thầy cô có thể thêm một chút nữa là các thầy cô chọn vào đây và các thầy cô chọn vào cái phần Windows 10 này. Đấy, thay vì chọn tự động thì chúng ta chọn Windows 10. Đấy, để chúng ta có thể cho cái scribing nó hiển thị. Rồi. Đấy là một số cái hướng dẫn mà tôi muốn chia sẻ với các thầy cô trong cái video này. Các thầy cô có thể còn những cái thắc mắc gì đó các thầy cô chưa hiểu hoặc là chưa rõ thì để lại phần bình luận bên dưới video. Tôi sẽ cố gắng là dành thời gian để giải đáp. Vì là cũng không có nhiều thời gian trong cái giai đoạn này, cũng đang dạy rất là nhiều nên là các thầy cô thông cảm là có thể trả lời nó chưa được nhanh, chưa được kịp thời. Video thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các thầy cô. Hẹn gặp lại các thầy cô trong các cái video tiếp theo. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.